Bị add on trình duyệt, một người dùng phản ánh đã mất số tiền ảo trị giá 16 000 đô la Mỹ vì cài đặt tiện ích trên trình duyệt Google Chrome. Phần mở rộng Let's Secure trên trình duyệt Google Chrome hóa ra là phần mềm độc hại. Theo quảng cáo, tiện ích này đóng vai trò như ví tiền ảo tích hợp ngay trên Google Chrome. Tuy nhiên, thay cho chức năng giữ tiền, Let's Secure lại đánh cắp tiền của người dùng. Hiện chưa rõ có bao người dùng là nạn nhân. Các báo cáo cho biết Let's Secure quét máy tính và gửi thông tin cho người tạo ra app on này thông tin đủ ở mức kẻ tạo ra Ledger Secure có thể đánh cắp tiền ảo trên máy tính. Công ty Ledger của Pháp xác nhận trên Twitter rằng, phần mở rộng Ledger Secure không phải add-on hợp pháp và khuyến cáo người dùng không cài đặt trên máy tính. Cũng theo Ledger, tin tặc đã tạo ra ứng dụng giả mạo này với mục đích lừa tiền người dùng. Được biết, tình trạng này đã diễn ra cách đây 2 năm, số người bị lừa tiền cũng như số tiền thất thoát vẫn chưa được xác định. Google đã gỡ bỏ Ledger Secure khỏi kho ứng dụng Chrome Web Store và khuyến cáo người dùng kiểm tra lại ví tiền ảo.